Chúng tôi cảm ơn quý vị đã vẫn giữ ban tần của đài ABC TV để tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Kính thưa quý vị, bản tin đã cho biết rằng người Nam Hàn vui mừng vì trẻ hơn khi mà cách tính tuổi truyền thống bị loại bỏ. Người dân Nam Hàn vui mừng khi được trở nên trẻ hơn 1 hoặc là 2 tuổi vào hôm thứ Tư, khi luật mới yêu cầu chỉ sử dụng phương pháp điểm tuổi quốc tế có hiệu lực, thay thế phương pháp truyền thống của đất nước. Theo hệ thống tuổi được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của người Nam Hàn, mỗi người được xem là 1 tuổi khi sinh và 1 năm tuổi được thêm vào mỗi ngày 1 tháng. 1 tháng 1, thưa quý vị. Kể từ đầu thập niên năm 1960, quốc gia này đã sử dụng tiêu chuẩn quốc tế tính từ 0 tuổi khi sinh và thêm 1 năm tuổi vào mỗi ngày sinh nhật cho các tài liệu y tế và pháp lý. Nhưng nhiều người Nam Hàn vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp truyền thống cho mọi thứ khác. Kính thưa quý vị, vào tháng 12 thì Nam Hàn đã thông qua luật loại bỏ phương pháp truyền thống và áp dụng hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ được thực hiện vào tháng 9 năm 2022, 86% người Nam Hàn cho biết họ sẽ sử dụng tuổi quốc tế trong cuộc sống hàng ngày khi luật mới có hiệu lực. Một hệ thống tuổi khác tồn tại ở Hàn Quốc để tính tuổi nhập ngũ, nhập học và tính tuổi hợp pháp để uống rượu và hút thuốc. Tuổi của một người được tính từ tuổi 0 khi sinh ra và 1 năm được thêm vào ngày 1 tháng Giêng. Các quan chức đã cho biết phương pháp đó sẽ vẫn tồn tại trong thời gian hiện tại này. Kính thưa quý vị, Trung Quốc là đối tác mà Mông Cổ có thể tin tưởng vào. Trung Quốc luôn rất là coi trọng mối quan hệ với Mông Cổ và là đối tác mà Mông Cổ có thể tin tưởng và dựa vào. Đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho biết trong một cuộc gặp với Thủ tướng của Mông Cổ là ông Oyun Erdeni đang ở Bắc Kinh vào hôm thứ Ba. Trung Quốc và Mông Cổ là láng giềng núi sông liền kề. Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị lâu dài là lựa chọn chiến lược của cả hai bên, phục vụ đầy đủ lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước. Trung Quốc luôn coi trọng lợi ích của mình, quan hệ với Mông Cổ và là một đối tác mà Mông Cổ có thể tin tưởng và dựa vào, được hướng dẫn bởi tầm nhìn xây dựng của cộng đồng Trung Quốc và Mông Cổ với một tương lai chung. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mông Cổ để củng cố hơn nữa về tình hữu nghị, củng cố lòng tin lẫn nhau và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Mông Cổ lên một tầm cao mới. Ông Tập đã nói trong một cuộc gặp với Thủ tướng của Mông Cổ. Một bản tin đã cho biết rằng ông Tập gặp Thủ tướng New Zealand. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng New Zealand ông Chris Hipkins tại Bắc Kinh hôm thứ Ba, kêu gọi nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Tập đã cho biết ông đánh giá cao việc Thủ tướng ông Hipkins sau khi nhậm chức đã nhiều lần nói rằng ông coi trọng quan hệ Trung Quốc-New Zealand và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Ông Tập cho biết ông luôn coi trọng quan hệ Trung Quốc-New Zealand, lưu ý rằng hai bên đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2014 trong chuyến thăm New Zealand. Trong 10 năm vừa qua, thì quan hệ song phương duy trì sự phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh. Kính thưa quý vị, hai khu trục hạm của Nhật Bản diễn tập với tàu Hải quân Lý Thái Tổ của Việt Nam trên Biển Đông. Vào hôm ngày 26 tháng 6, trang Twitter của lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản đã đăng tải các tấm hình cho thấy là hai khu trục hạm của nước này đã tham gia diễn tập với tàu Hải quân Lý Thái Tổ của Việt Nam vào ngày 23 tháng 6. Trước đó, thì khu trục hạm trực thăng Izumo và tàu JS Samada tập cảng Cam Ranh ở miền Trung vào hôm ngày 20 tháng 6 để bắt đầu một chuyến thăm Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chiến thuật và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau với Hải quân Việt Nam để thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trang Twitter chính thức của quân đội Nhật Bản đã cho biết, JS Izumo là một trong hai chiến hạm lớn của Nhật Bản hiện nay, với chiều dài là 248 mét, lượng giãn nước đầy tải là 27.000 tấn và mang theo được 14 trực thăng. Chiến hạm này cũng đã từng cập cảng Cam Ranh vào hồi tháng 5 năm 2017 để tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương vào năm đó. Cho đến tháng 6 năm 2019,
thì chiến hạm JS Izumo cũng đã có chuyến cập cảng Cam Ranh. Kính thưa quý vị, một bản tin cuối đã cho biết rằng ngôi nhà mơ ước Barbie có kích thước thật ở Malibu cho hai lần lưu trú qua đêm. Trước khi phát hành bộ phim Barbie, rất được mong đợi với sự tham gia của Margot Robbie và Ryan Gosling, ngôi nhà mơ ước của Barbie ngoài đời thực sẽ mở cửa ở Malibu cho hai kỳ nghỉ qua đêm vào tháng 7. Dinh thự bên bờ biển được trang trí bằng màu hồng nóng bỏng, có hồ bơi, nhiều khu vực thư giãn và sàn nhảy. Người hâm mộ sẽ có thể qua đêm trong căn phòng theo chủ đề ngựa của Ken, bạn trai lâu năm của Barbie, vào ngày 21 và ngày 22 tháng 7, bằng cách yêu cầu đặt phòng trên Airbnb. Tất cả các lần lưu trú sẽ miễn phí bởi vì, theo một thông cáo báo chí của Airbnb, Ken không thể hình dung ra cách đặt giá cho Baby's Malibu Dream House. Dù sao thì ý thích của Ken là bãi biển, không phải là toán học. Barbie là một bộ phim người thật đóng về búp bê mang tính biểu tượng và gây tranh cãi của đạo diễn Greta Gerwig sẽ ra rạp vào ngày 21 tháng 7. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi tối ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bảo Cảnh và Lâm Hùng cũng không quên kính chúc quý vị chúng ta hãy luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.